to ấy, nó hay bị phì hơi. Đây là bộ phận của chevy tháo ra xúc rửa. Để tiếp tục cho bà con được yên tâm. Đây con vệ sinh ngừng chim 8000 TI 8000, một điện phân của TI 8000 rất là lớn, to như bàn tay. Khi tháo ra sục rửa này thì nó sẽ cẩn thận sạch hơn là khi mình để tại máy sục qua chạy tuần hoàn thì là nó sẽ không thua gì, không sạch bằng sục này. Chim giòn 8000 TI 8000 đẹp tuyệt vời, nguyên khối đây, khi sau vệ sinh thì rất là đẹp. Platinum phủ bạch kim. Buồng điện phân của Levelux DX to này. Những cái hàng mà buồng điện phân này nó to và chạy nó ổn định mà chất lượng nước rất tốt. Tuấn Japan giới thiệu cho anh em là cái tháo cái buồng điện phân của Levelux DX. Buồng điện phân rất là khủng mà đây là chưa bắt đầu tháo ra để vệ sinh thôi mà nó đã đẹp như này rồi. Không gì phải chê cả, rất là cắm điện không chuẩn, rất là tốt. Gì có hoài nó tắt có em có rồi này. Đấy, con là mình chán nhé. Nên anh chị em mà có dùng thì bao giờ đấy, cái dòng chim dòng bê lắc đấy thì là những cái dòng mà ổn định và những cái tấm điện cực nó to, dày bản, bền, chất lượng nước tốt. Đấy, trực tiếp là tháo ra mới biết là cái dòng nào nó tốt, nó chuẩn như nào. Tấm điện cực phải to, dày. Đấy.